Thưa quý vị, sáng nay, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các tỉnh thành phố trên cả nước với sự chủ trì của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương. Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5. Hội nghị thảo luận về cho ý kiến các vấn đề lớn của đất nước như tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11, về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Về xây dựng Đảng có những nội dung quan trọng như báo cáo về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm 2021. Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Báo cáo những công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương 4 đến hội nghị trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ hội nghị trung ương 5 đến hội nghị trung ương 6 khóa 13. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và nghe báo cáo chuyên đề về xung đột Nga Ukraine, tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp thảo luận để tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của hội nghị.